được đông đảo công chúng quan tâm, không ít diễn đàn đã đăng tải những thông tin thất thiệt nhằm biến tấu bản chất để câu like, câu view. Hơn hết, nhiều người dân hiện tại đang rất mong muốn cơ quan chức năng sẽ xử đúng người, đúng tội trong vụ việc lần này. Tuy nhiên, trong diễn biến mới đây bất ngờ, có liên quan đến vụ việc về tỉnh thất bồng lai, không ít cư dân mạng thắc mắc liệu có khi nào thầy ông nội trang án. Như đã đưa tin trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết vẫn đang điều tra 4 bị can, bao gồm ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991 và Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Đồng thời, cơ quan điều tra tỉnh Long An vẫn chưa có quyết định khởi tố thêm tội danh đối với các bị can nêu trên. Cụ thể, ông Đào Kim Lân, một trong năm luật sư tham gia biện hộ cho tỉnh Thất Bồng Lai, cho biết dư luận xã hội có nhiều vấn đề vượt xa bản chất của vụ việc. Theo thông tin chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra, các bị can chỉ đang bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 còn những thông tin khác chỉ là sự thổi phồng của dư luận hoặc những đồn đại không có căn cứ tính đến thời điểm hiện nay. Một số buổi làm việc khá thuận lợi nhưng do thời gian cận Tết Nguyên đán 2022 nên có thể sau Tết mới tiếp tục. Hiện nay, do vụ án đang trong quá trình điều tra nên các thông tin phải chờ vào kết luận của các cơ quan công an. Các luật sư không có ý kiến về nội dung nhưng làm việc trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với thân chủ của mình được biết các luật sư đã tham gia các buổi làm việc cùng với điều tra viên, kiểm soát viên đối với tất cả các bị can trong vụ án theo đúng tiến độ và lịch làm việc do cơ quan điều tra sắp xếp. Về bốn bị can hiện họ đã được làm việc với luật sư, tham gia vào một vụ án nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Nhưng đối với luật sư lần đây chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn giống như bao vụ án khác. Một số buổi làm việc diễn ra khá thuận lợi. Cuộc sống của ba bị can bị tạm giam đang dần ổn định riêng đối với ông lê tùng vân già yếu nên gặp nhiều bất cập trong việc khai trình cách đây không lâu mạng xã hội cũng dậy sóng trước tin đồn phát hiện sổ thị tẩm của ông lê tùng vân và các cô con gái thông qua một buổi khám xét của cơ quan chức năng tuy nhiên sau đó công an huyện đức hòa đã phải lên tiếng để phủ nhận tin đồn này trên thực tế cuốn sổ được lan truyền là sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của những người phụ nữ sống tại cơ sở tỉnh thất bồng lai Trao đổi với báo chí, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều người đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các chú tiểu tại tinh thất bồng lai, thậm chí lan truyền giám định ADN, khẳng định rằng ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, ngụ ở tỉnh Long An, là cha của các bé này. Theo đại diện của Cục, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Cục trẻ em đề nghị giữ bí mật đời tư của những em nhỏ này gần đây Nhị Nguyên đăng tải clip các đệ tử trong buổi lễ mừng tuổi thầy ông nội trong khoảnh khắc này ông Lê Tùng Vân được nhóm người của tỉnh thất bồng lai tế sống nghi lễ diễn ra rất trang trọng nhiều cư dân mạng đánh giá đây là một hành động lộng hành về hành động này người đại diện pháp luật của cơ sở tỉnh thất bồng lai luật sư Kim Lân cho biết việc tỉnh thất bồng lai đăng tải về clip cuộc sống do Nhị Nguyên đầu thoại không ảnh hưởng gì đến quá trình điều tra Trước đó, luật sư này cũng cho biết về tình hình sức khỏe hiện tại của các bị can. Về ông Lê Tùng Vân, do tuổi cao sức yếu nên gặp khó khăn trong quá trình khai trình. Cơ quan điều tra sẽ bố trí thêm bộ phận y tế trong các buổi làm việc để hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho ông Lê Tùng Vân. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Trấn Thành là cái tên hội tụ đủ yêu ghét trong số showbiz Việt những ai yêu mến Nam MC sẽ thấy anh rất đa tài, có thể đảm nhận tốt nhiều vai trò khác nhau và đều cho kết quả ưng ý. Thế nhưng cũng không ít người tỏ ra không hài lòng với thái độ và phát ngôn của Trần Thành từ trước cho đến nay. Vừa qua, một phát ngôn cũ của Trần Thành bất ngờ bị cư dân mạng khui lại. Theo đó, cuộc phỏng vấn của Trần Thành khiến anh gặp khá nhiều phiền toái, chẳng những bị khán giả ném đá mà Nam MC còn bị đài truyền hình Vĩnh Long cầm sóng trên một số trang bàn về chuyện giới giải trí dẫn lời của nam mc hãy thử nghề của chúng tôi một lần sẽ biết cái nghề này khó và trí tuệ thế nào làm hài kịch khó hơn là làm nhạc chưa câu nói này là phát biểu gây chấn động sâu biết bây giờ ai cũng có tv vậy chúng ta nên chọn lọc mà xem nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí thì hãy tắt tv còn các chương trình nào đầu tư về kịch mục thì hãy đón nhận cũng vì ý kiến trên mà trấn thành ngay sau đó đã bị đài truyền hình vĩnh long tuyên bố cấm sóng giám đốc đài truyền hình vĩnh long ông lê nguyên quang chia sẻ với câu phỏng vấn trên báo các bạn thấy cái nào nhảm nhí thì nên tắt tv tôi cho rằng trong cách nói năng phỏng vấn với nhà báo nguyên văn câu như vậy là hơi nặng có thể nói đó là quá trình trượt dài của trấn thành trấn thành nên xem lại mình một chút giờ đây khi bài phỏng vấn trên bị nhắc lại một lần nữa trấn thành tiếp tục trở thành mục tiêu công kích nhiều cư dân mạng cho rằng nam mc đã quá đề cao nghề nghiệp của mình việc này sẽ không đến mức đáng nói nếu như anh không đưa nghề nghiệp khác vào để so sánh và cho rằng họ không khó khăn vất vả bằng và cũng từ đây hàng loạt những ồn ào trước đó của trấn thành cũng bị réo gọi trở lại từ chuyện anh kêu gọi quyên góp thế nhưng lại gửi tiền cho người khác đi trao hộ cho đến việc đá xéo drama với siêu đại nam trong bộ phim hẻm cụt đang lên sóng của mình, có người bình luận cho rằng, đây người hát hay, giọng đỉnh nhưng vẫn không nổi tiếng được đó, cái gì cũng cần có tính toán và cơ duyên, cùng làm nghệ thuật với nhau mà bảo nghề của người ta không vất vả bằng là sai rồi. Trước những phản ứng trái chiều từ phía cư dân mạng, Trấn Thành vẫn chưa có phản hồi chính thức, nhiều khả năng Nam MC sẽ lại im lặng cho qua bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên anh vướng vào ồn ào vì những phát ngôn cũ của mình. Quý vị thân mến, Quang Lê từ khi sang Mỹ thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày trên kênh YouTube cá nhân của mình. Nam ca sĩ chăm chỉ quay video và đều đặn lên sóng để khán giả đỡ nhớ mình. Mới đây, năm ca sĩ đến nhà của ca sĩ Bích Tuyền để chơi đầu năm mới căn biệt phủ trị giá hàng nghìn tỷ mà Bích Tuyền và ông xã đang ở, khiến cho mọi người không khỏi châm trồ. Đây là lần đầu tiên Quang Lê tiết lộ về căn nhà mình đang sống ở Mỹ. Điều khiến cho dư luận xôn xao hơn cả là giá trị cực khủng của nó. Được biết, Bích Tuyền lấy chồng tỷ phú người Ý. Nhờ kinh tế dư giả mà họ có được cuộc sống rất vương giả. Cả hai sống trong dinh thự 1.600 tỷ đồng, rộng cả ngàn mét vuông tại California. Nơi này được trang hoàng rất lộng lẫy và cũng là địa điểm mà Bích Tuyền thường tổ chức tiệc để mời bạn bè đến chơi. Được biết, tiệc sinh nhật của Quang Lê cũng đã được đàn chị làm cho ngay tại nơi này. Giới thiệu về căn nhà xa hoa của Bích Tuyền, Quang Lê cho biết nó nằm trong khu nhà giàu nên an ninh rất tốt, bảo vệ 24 trên 24 giờ. Muốn vào thì phải có sự cho phép của bảo vệ, nam ca sĩ chia sẻ. Theo tôi được biết, căn biệt thự này hiện có giá khoảng 69 triệu đô la, tương đương với gần 1.600 tỷ đồng. Như vậy thì vợ chồng chị Bích Tuyền phải đóng tiền thuế đất 690.000 đô la, khoảng 15 tỷ đồng một năm thì mới được ở đây. Số tiền 690.000 đô la là con số không hề nhỏ, đủ cho thấy rằng vợ chồng Bích Tuyền giàu có đến cỡ nào. Quang Lê hài hước chia sẻ, dù có tặng hay cho mình đến đây thì cũng không dám ở vì không có tiền đóng thuế đất hàng năm. Nhân đây, giọng ca đập vỡ cây đàn cũng tiết lộ luôn về chỗ ở hiện tại của mình. Anh gây choáng khi cho biết giá trị của nó cũng không hề nhỏ. Căn nhà của tôi đang ở hiện nay có giá trị hơn 1 triệu đô la. Một năm cũng phải đóng 12.000 đô tiền thuế đất, tương đương với 276 triệu đồng. Căn nhà này có trị giá gấp 69 lần nhà tôi, thì số tiền thuế đất cũng phải gấp 69 lần nhà tôi. Số tiền này quá khủng khiếp, khiến cho tôi vô cùng bối rối. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ online. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ online. Thân ái, cho bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.